Sự thật tăm tối về WWE, đế chế đồ vật lớn nhất thế giới. Là thế lực độc quyền của ngành đồ vật, WWE đem về hơn 900 triệu đô la mỗi năm với hơn 500 sự kiện lớn nhỏ. Cũng chính vì thế mà nhiều người xem việc trở thành siêu sao WWE là một điều đáng mơ ước. Thế nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. WWE từ lâu đã bị gắn mác là công ty có điều kiện làm việc tồi tệ như địa ngục. Đa phần đô vật đều bị coi là cộng tác viên, sinh mạng không được đảm bảo, những quyền lợi cơ bản cũng không được đáp ứng. WWE ra đời như thế nào? Từ đầu thế kỷ 20, bộ môn đấu vật đối kháng được rất nhiều người yêu thích, trở thành một thế lực lớn trong ngành giải trí Bắc Mỹ. Tuy nhiên, các chương trình và giải đấu lại hoạt động hết sức manh mún khi mỗi địa phương đều có một tổ chức riêng với những siêu sao riêng biệt đại diện. Theo cựu đô vật Jim Ross, nước Mỹ thời bấy giờ có tới 30-40 lãnh thổ đô vật khác nhau. Sự phân chia này đến từ tình trạng độc quyền ở mỗi khu vực, vì thế thị phân bị xé nhỏ và khó có thể phát triển mạnh mẽ. Bước ngoặt của ngành công nghiệp đấu vật xuất hiện vào năm 1982, khi Vincent Kennedy McMahon, sinh năm 1945, mua lại công ty đô vật Capital Wrestling Corporation Limited của cha mình, thành lập từ năm 1953. Sau đó, McMahon đã đổi tên công ty thành World Wrestling Entertainment, viết tắt là WWE. Tiếp đến, McMahon đã đặt mục tiêu phải thống nhất ngành công nghiệp đấu vật, biến nó thành một đế chế giải trí hàng đầu trên thế giới. Và để làm được điều đó, ông đã thực hiện một chiến dịch vô cùng táo bạo, đó là bắt tay với các hãng truyền hình cáp, quảng bá và công chiếu rộng rãi những trận đấu của WWE. Nhưng thử thách đã xuất hiện, việc đấu vật đối kháng vốn nhuốm màu bạo lực nên khó có thể xuất hiện trên TV. Cuối cùng, McMahon đã tìm cách biến tấu các chương trình WWE. Giờ đây, đấu vật không phải là môn thể thao đối kháng thực thụ nữa, nó thuần về giải trí, có cốt truyện, kịch bản và các trận đấu hầu như chỉ mang tính biểu diễn. Tất nhiên, những đòn đánh vẫn có thể gây chấn thương cho người biểu diễn nếu họ thực hiện không đúng cách. Ngay lập tức, các chương trình của WWE đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, đã có hàng triệu khán giả từ bỏ những trận đấu vật truyền thống, chuyển sang xem đấu vật WWE. Sau này, với mức độ nổi tiếng ngày càng cao, nguồn thu của chương trình ngày càng lớn, McMahon đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để đánh đông dẹp bắc. Ông chiêu mộ gần như tất cả các ngôi sao đô vật truyền thống về làm việc cho mình với mức lương hấp dẫn và cơ hội nổi tiếng nhanh như diều gặp gió. Động thái này đã giúp cho WWE như hổ mọc thêm cánh, ngày càng nhiều khán giả trở thành fan cuồng của chương trình. Dù vấp phải sự chỉ trích và căm ghét của những đối thủ trong ngành, nhưng WWE vẫn phát triển một cách thần tốc. Thời điểm đó, NWA là một trong những tổ chức hiếm hoi có khả năng cạnh tranh được với WWE, nhưng cũng sớm nhận thất bại vào những năm 90. Thế là trong suốt hai thập kỷ tiếp theo đó, McMahon đã đưa WWE trở thành đế chế đấu vật kiêm tập đoàn truyền thông lớn nhất và duy nhất trên toàn lãnh thổ Bắc Mỹ. Trở mặt để bứt phá. Có thể nói là những đối tác truyền hình cáp đã góp công rất lớn giúp WWE thuận lợi hạ gục gần hết các đối thủ của mình, đặc biệt nhờ hợp đồng độc quyền hai chương trình Raw và SmackDown ký với đối tác NBC Universal. WWE đã có một nguồn thu khổng lồ hàng năm, đồng thời có cơ hội lôi kéo thêm nhiều siêu sao về phía mình. Tuy nhiên, McMahon lại có một kế hoạch khác. Việc WWE phải chia sẻ lợi nhuận và phụ thuộc vào truyền hình cáp đã khiến cho ông không mấy hài lòng. Thế nên vào đầu những năm 2010, McMahon đã trở mặt, tung ra các chương trình phát sóng độc quyền của riêng mình với giá 9,99 đô la mỗi tháng, bất chấp việc đang hợp tác rất là hiệu quả với đối tác truyền hình cáp. Và hành động trở mặt này ngay lập tức mang lại hậu quả cho WWE. NBC Universal lập tức tuyên bố WWE đang cố tình phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp hiện có. Thế là cổ phiếu của WWE rớt ngay 44% chỉ trong một ngày. Nhưng McMahon và tập thể WWE vẫn kiên định với quyết định của mình. Michael Wilson, giám đốc tài chính của WWE cho hay, "Chúng tôi muốn nắm được dữ liệu của khách hàng, muốn biết họ xem gì, xem bằng gì, xem trong bao lâu." Chỉ sau một năm tách ra, WWE đã phân tích được
90% người dùng sẽ xem WWE ít nhất là một lần mỗi tuần, 2/3 người sẽ xem theo nhu cầu cá nhân và 36% nội dung được trình chiếu trên điện thoại. Từ dữ liệu này, đội ngũ của chương trình đã nhanh chóng thay đổi để đáp ứng được nhu cầu của người xem. Đến đầu năm 2016, số người đăng ký trên nền tảng WWE đã tăng gấp đôi với 65 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Sự kiện WrestleMania năm đó cũng gây bão trên mạng với hơn 10,9 triệu lượt tương tác. Ngoài ra, kênh YouTube của WWE cũng phát triển thần tốc. Số lượt người theo dõi và lượt xem bỏ xa những môn thể thao thịnh hành nhất của Bắc Mỹ, từ bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ cho đến golf. Vinh dự hơn, tạp chí uy tín Forbes còn bình chọn WrestleMania là một trong 10 sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Fast Company cũng vinh danh WWE trong danh sách những tập đoàn sáng tạo nhất trên thế giới. Năm 2017, WWE thu về hơn 801 triệu đô la, phá vỡ kỷ lục về doanh thu năm. Đến năm 2018, đế chế này bỏ túi hơn 281 triệu đô chỉ trong 3 tháng hè, cũng là doanh thu quý cao nhất kể từ khi thành lập. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Địa ngục trần gian. Ở WWE, McMahon là người có quyền năng sinh sát cao nhất. Ông giám sát hầu hết những công việc hệ trọng, từ biên tập nội dung cho đến lên kịch bản và lập kế hoạch cho nhiều sự kiện lớn nhỏ. Ngoài ra, McMahon còn tham gia đóng các vai ác khi hóa thân thành ông chủ xấu tính trong những trận đấu của WWE. Và đáng nói là McMahon ở ngoài đời cũng đóng vai ác giống y như trên TV. Ngay từ khi các đôi vật bước chân vào công ty, ông đã buộc họ ký vào một bản hợp đồng cộng tác viên đầy lạnh lùng. Những đôi vật nổi tiếng nhất, những người mang lại nhiều tiền nhất cho công ty cũng không thoát khỏi hợp đồng này. Theo đó, không đôi vật nào có quyền nghỉ phép. Càng nổi tiếng thì họ càng phải đầu tư toàn bộ cuộc sống của mình cho WWE nếu không muốn bị cho ra rìa. Các đôi vật chỉ được cho phép nghỉ ngơi nếu như họ đã hết thời. Nếu không, họ chỉ có vài ngày nghỉ ngắn ngủi tại khách sạn giữa các chuyến lưu diễn mà thôi. Ngoài ra, họ còn bị tách biệt với thế giới, gần như mất hoàn toàn liên lạc với người thân và gia đình vì McMahon sợ nội dung kịch bản sẽ bị lộ ra. Khi đi lưu diễn, dù WWE ra lệnh cho các đôi vật di chuyển khắp nơi, nhưng công ty chỉ đứng ra chi trả vé máy bay giữa các thành phố. Thế nên, các đôi vật phải tự mình trả thêm tiền cho dịch vụ taxi, khách sạn, nghỉ dưỡng trong suốt thời gian công tác. Không ngày lễ, không nghỉ phép, các đôi vật chỉ còn cách giả bệnh hoặc chấn thương để được nghỉ ngơi. Nhưng tiếc rằng McMahon đã đoán trước điều này, nên ông lại tiếp tục đưa ra điều khoản hợp đồng oái oăm. Cụ thể, WWE hoàn toàn có quyền thanh lý hợp đồng bất cứ lúc nào nếu đôi vật bị chấn thương và phải tạm nghỉ quá 6 tuần. Thế nhưng, tàn nhẫn nhất phải kể đến việc, dù các đôi vật phải thực hiện những màn biểu diễn nguy hiểm, nhưng WWE lại nhấn mạnh trong hợp đồng rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi chấn thương và tai nạn, dù cho nguyên nhân có đến từ sơ suất của ban tổ chức đi chăng nữa. Tia hy vọng cuối cùng. Tình trạng làm việc quá tệ đã khiến cho nhiều siêu sao lên tiếng tố cáo và biểu tình để phản đối WWE. Đối mặt với cáo trạng đó, WWE đã có một số động thái nho nhỏ để chăm lo hơn cho các nhân viên của mình. Điển hình nhất là việc họ đã chấp nhận hạn chế biểu diễn các động tác mạnh như phang ghế sắt trực tiếp vào đầu vận động viên. Ngoài ra, họ cũng bắt đầu hỗ trợ nhân viên đi khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ sức giúp cho WWE thoát khỏi cái mác là công ty có môi trường làm việc như địa ngục. Chủ tịch McMahon vẫn nhất mực từ chối không ký bất kỳ một cam kết nào tốt hơn với các vận động viên. Năm 2014, siêu sao CM Punk buộc phải giải nghệ vì chấn thương nặng do ông bị WWE ép phải đi làm khi đang bị ốm. Người duy nhất có thể thuyết phục WWE cải thiện điều kiện làm việc kinh khủng chính là người hâm mộ. Họ là đối tượng quyết định nội dung các trận đấu, cũng là thế lực mang lại doanh thu chính cho WWE. Một số ý kiến cho rằng nếu người hâm mộ chịu gây sức ép đủ lớn, có thể WWE sẽ thay đổi. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!